Kia anh vẫn còn 3 cuộn mà. Đây lấy cuộn này về. Ờ cho cuộn. Hả? Cái gì? Cuộn này gần đầy, đầy cuộn này, cuộn cuộn đầy, anh mới dùng mấy mét. Ờ. Đây anh em hết đồ rồi, hôm nay đi củ thép. Ừ. 6 cân ngô này, 5 cân cám gạo. Đây 6 cân ngô mà nó có một tí này, 5 cân cám gạo nó đầy ùm rồi. Ok đi lạo khoai. 5 cân khoai bông rượu chưa xin được. Đấy. Ok. Đấy, đủ số lượng rồi, ông nào mà hỏi ông đấy lười xem video thì tốt nhất là không nên hỏi. Ok. Bùa anh làm này thế mà lần nào mình cũng đọc số lượng, thế mà loay quanh thang rất nhiều thằng không xem hỏi lung tung. Ờ đúng rồi, nhiều ông hỏi chứ không phải lời nếu xem hỏi. Xem đoạn đầu của cái đoạn kết. Đây 6 cân ngô này đun nước rồi chuẩn bị trần. Đây này em Linh Cute đến chơi tiện gọt khoai hộ ủ thính này. Chào tất cả anh em đam mê câu cá nhá. Chúc anh em móm dài dài nhé. Đấy, chuẩn bị ủ thính mới thôi. Bây giờ tôi xịt tốp hai anh em cạo khoai. Đây ngô có phải trần trước không? Đây là nước sôi còn chẳng biết trần hay không thì tôi không biết. Đổ vào đây này anh em này. Đấy, ngô trần nước sôi. Ngô trần nước sôi. Nói rõ phát điểm. Ông nào mà cứ không xem mà tua xong hỏi tôi bực mình mấy cái đấy lắm. À, anh em cố gắng xem đừng hỏi. Siêu này như 2 lít rồi. Khác đéo cái bánh đúc rồi. Chưa đủ, vẫn phải thêm siêu nữa. Cái này nó lâu nguội hơn khoai này. Cẩn thận. Cứ dã trước. Siêu luôn nhá. Ừ. Mọi anh khác. Thôi em tưởng muộn rồi, em thọc tay xuống này. Phích đây. Đây vẫn thiếu nước ngô trần anh em. Đun thêm nước. Đây khoai đây lên hình rồi. Đang luộc. Rồi ok, hai anh em ra ngồi uống chè hết phin. Hôm qua hai ông đến kia, ba ông đến hôm kia, một ông đến. Vâng anh em, khoai đây xong rồi. Tôi luộc xong rồi này. Đấy, còn ngô. Ngô đây trần cũng xong rồi. Đấy. Đấy, ngô đổ nước sôi vào cuối lên như kiểu cuối bánh đúc ấy. Mà để đây. Rồi ok. Bây giờ việc chỉ còn cho khoai ra thôi. Và để cho nguội. Và đi lấy bông rượu trộn vào, thế là ok. Vừa lấy thì cái cám này nó vẫn còn nóng thì tôi không đậy, bây giờ nó nguội thì phải đậy để tránh ruồi muỗi. Có mấy em khoai này. Đấy. Lấy đi. Lấy bát con lấy đi. Vâng anh em, đây 5kg khoai lang này đã luộc bở rất là thơm này. Anh em nào có ăn không? Ăn thì bảo tôi câu tôi xịp cho. Chỉ đến tận nhà luôn. Đấy, bây giờ tôi sẽ cho vào quạt để thổi cho nó nhanh nguội. Sau đó thì tôi sẽ đi lấy bông rượu về trộn như mọi khi. Anh em nào tôi xin nhắc lại là cái nguyên liệu tôi hướng dẫn rất chi là chi tiết. Anh em nào mà hỏi những cái gì và làm những cái gì ấy, có thể là hỏi khi đi câu trộn những cái gì thì anh em xem ở trên kênh. Nhưng cái này mà hỏi thêm tôi sẽ không trả lời đâu. Bởi vì mấy cái thằng các anh em mà hỏi, anh nào mà hỏi thì thực chất là các anh không xem video nên tôi sẽ không trả lời nhá. Rồi ok, cảm ơn.
Rồi tôi sẽ đi vâng anh em. Rượu. Ok. Đây bóng rượu rồi tôi mở ra là khói nghi ngút này. Đấy. Không, đây là vừa ủ xong này. À đây là bỗng người ta vừa nấu rượu xong này. Nhiều anh em rất chi nhiều anh em hỏi cái bỗng rượu là cái gì, tôi nói rất chi nhiều lần xin anh em chú ý giúp. Cái bỗng rượu chính là cái gạo mà người ta ủ men, người ta nấu xong rồi, cái mà người ta để cho lợn ấy. Nó chính là cái bỗng rượu, chính là cái này. Đấy, ok. Và đây là ngô. Ngô trần thì chắc là nó cũng sắp nguội rồi. Nhưng cái bỗng rượu thì nóng lắm. Tôi chỉ chờ cho khoai nguội nữa thôi. Khoai nguội nữa là tôi ra tôi sẽ trộn. Vì đây là mùa đông. Bắt đầu chớm mùa đông rồi, bắt đầu chớm lạnh nó lên men nó sẽ chậm hơn, nó không được như mọi khi. Thế nên là tôi sẽ cho nhiều bỗng rượu một chút. Để cho nó nhanh lên men, nó đẩy nhanh tiến độ lên men lên. Và bỗng rượu này là bỗng rượu vẫn còn đang nóng này. Khi mà nó các bạn ủ nó nóng ấy thì nó sẽ nhanh lên men hơn, nhưng mà thôi nóng vừa vừa không có bỏng hết cả tay. Tôi sẽ lấy một cái chậu to để tôi đổ ra. Tôi đổ cái bỗng ra để cho nó nhanh nguội, để chút nữa thì tôi sẽ làm. Ok. Đấy, tôi sẽ đổ ra đây để cho nó nhanh nguội. Đấy, anh em mà nhìn nó vẫn còn nóng, quá nóng luôn này. Đấy, tôi để ra đây để cho nó chóng nguội. Để làm không có tối mất rồi, bây giờ chiều muộn xuống mất rồi. Ăn cơm chưa? Ăn chưa? Đây, nóng quá. Đó mà vừa xong là ở trong lò người ta vừa tháo ra. Nhiệt độ vẫn còn 91 độ cơ. Về đến đây không biết nó xuống được bao nhiêu rồi. Đang muốn để cho nó nguội bớt đi để trộn để cho nó xong trước cái buổi tối. Đấy, bỗng rượu. Chỗ này nó rơi vào khoảng với 5 cân khoai, 6 cân cám ngô, 5 cân cám gạo. Và chỗ này bỗng rượu thì không cân. Áng chừng nó phải tầm 4 cân rưỡi, 5 cân bỗng rượu đấy. Tôi chỉ áng chừng thôi, anh em đừng hỏi cái bỗng rượu này, anh em đừng hỏi số liệu cụ thể, bởi vì áng chừng thôi. Đây cái xô đỏ, cái xô nhỏ này. Đến đây. Bởi vì lần này bình thường thì tôi sẽ cho ít hơn, nhưng mà lần này thì tôi sẽ cho nhiều hơn một chút. Lý do tôi nói rồi, nó nhanh lên men, mùa đông rồi, ok anh em. Rồi, tôi chờ cho nó nguội chút nữa tôi sẽ bố trí. Ok. Bà con anh em cô bác này. Ok. À, cái bỗng này nó vẫn còn nóng lắm, nhưng mà khoai nó nguội rồi, bây giờ tôi sẽ bóp trước khoai với cả cám gạo vào đây. Để ủ cho anh em. Ok. Để chương trình tiếp theo đây. Cám ngô. Đấy. Đây, 5 cân cám gạo vẹt thẳng vào đây luôn. Trận này tôi ủ nhiều hơn mọi khi. Tại vì có một cái xô nhỏ đây là tôi thừa, tôi sẽ cho vào đấy. Chúng ta là không có sức thôi, chứ còn có sức thì trộn luôn là 2-3 thùng một ngày thì nó sướng hơn, mà không có sức. Rồi, bây giờ tôi sẽ bóp khoai vào đây. Thank you.
đầy quá. Cho ra đây. Ra đây bóp. Cho khoai ra đây. Bóp sau đó đổ vào chỗ. Cháu giám đốc ủ để câu đây được lòng nhiều mồi thế để câu dần có phải để câu luôn đâu đây là món rượu à bây giờ về khoai phải làm phải làm ông sành khéo làm nhỉ. Ôi giời mò mò dần dần nó giỏi. Bột này bột gì bột mình nghiền lấy à? Cắm gạo đấy. Cắm gạo đấy mà. Ủ cho nó lên men rồi bánh. Câu nó mới được cá chứ. Để câu mà như thế hết này. Ủi rồi mấy đâu anh? Một hai tháng hết. Thôi chỉ một hai tháng thôi. Mỏi tay quá. Mày à. Đâu làm. Mày cho này vào sau à? Đấy nóng lắm cái đấy. Nó vừa nấu xong. Vẫn đang 100 độ. Lúc mà lôi ra nó đỏ vẫn 90 mấy độ. Vừa mua xong cái này có cái cá nấu ngon này nha. Nóng nhiều à? Thực ra không có mẻ thì lấy thay thôi chứ thật. Bọn không nấu ăn nó cũng ngon lắm. Lấy vợ đi thôi còn gì nữa. Được. Mẹ nách mình nó đi theo thằng khác mình phải nách nó cho nó biết mặt mẹ cứ sống một mình anh quanh nó cứ tưởng là mình chắc là vẫn còn đang máu lắm khoái lắm không muốn rời xa cứ chờ đợi thằng đá gà đã vịt ngoài. Trước vào đấy là ai đây? Ừ? Trước vào đấy thấy một phụ nữ ai đây? Bạn à? Bạn là công ty à? Hai đứa cái gì? Đây em thấy có một đứa nó văn mẩu mà em vào giả tiền mạng ấy. Mà kêu mà bị đau lưng đấy. Không ăn mẩu với mấy em ấy. Mấy cái hàng xóm, mấy cái ông quẹt ở xây. Hàng xóm đứa kia ở Bao Bì. Đứa con gái đấy thì họ hàng hang ốc gì không? Hả? Có họ hàng hang ốc gì không? Không. Nick cái con đèo đi. Cái con luôn nhỏ kia là cặp với thằng cái xoay rồi. À. Con mặt hơi lè lè ấy. Còn con to to cao thì anh chưa hỏi được chuyện gì. Hỏi chém thôi. Còn là Bobby. Đây là Ngô. Ngô. Ngô Trần. Đầy nhiều quá. Ôi trời. Sàn bớt chưa? Mỗi khi thì em trộn ít hơn. Đầy nhiều. Hôm nay trộn nhiều tí để phải sau đỡ trộn. Thì đằng nào mình cũng dùng.
cá gì? Đủ các loại. Chôi chấm chép mè, cất. Chả chôi con này. Chậu này là hơi nhiều khoai, chết mẹ rồi. Đánh cái này lâu thì cũng ngâm lâu chứ phải không? Nhiều mùi dần phải không? Ồ, nó vào nhanh lắm. Ồ, vừa ném xong rồi 15 phút đã thấy nóng cá. Tùy thôi. Hồng trộn tốt, nó vào nhanh. Nên là đúng ngày cá đi ăn, nó vào nhiều. Hôm nay được nghỉ ai? Đâu có mùa này làm có lượng 2 giờ nghỉ. Chợ bia nó. Cho cả cái này vào. Đặt vào cái này nhiều khoai quá. Bắt đi cá mà bị bán thì được mấy chục con gà. Để mấy chục con gà nó ăn cái này hơi phí. Ôi, ông nào lại nhắn tin thong thóng rồi. Ôi, đầy quá. Chia đông đông lắm, đổ vào luôn à. Ok, chia ra hai chậu. Cho một nửa vào chậu này, xong còn nửa đổ vào chậu này. Đó. Chậu này bóng nhiều hơn. Chứ chắc nào cũng đào đều hết này. Đều chưa anh nhỉ? Bên này vẫn nhiều đúng không? Vẫn nhiều, bởi vì cái này là có cái bóng ở dưới. Thế thôi, tí đéo trộm được. Bông này nóng bỏng tay. Tất nhiên rồi. Các ông bà nhà củ gạo rượu đây toàn là phải để cho nó xanh gạo ra cho nó ấm bắt đầu mới trộn men. Này bắt đầu nóng ạ. Có cái men mà nó nhão nhão dễ trộn hơn. Cái này để từ đầu đổ ra cái chậu này xanh. Mỗi lần làm này ngại lắm. Vừa đi ra quán mua thì câu không được cá mà lại đắt. Tất nhiên ở ngoài là làm đều hơn rồi. Ra mua 150 ổ.
quánh ra được con mẹ rồi. Trong cái đấy mình làm thì ra được tính khoảng 100 ổ. Sợ. Nóng quá. Cái đít nhiều bông nóng quá. Mà sao phải để nguội tí nữa mới dám cho vào thùng. Thơm. Đem về có cá khô của cháu là thơm nhỉ. Nghiền và nghiền cả cá khô và thơm lắm. Chậu này nhiều bỗng hơn. Bây giờ như này. Mẹ dẻo nhỉ. Đều chắc cú lên gì anh. Có nửa chậu nọ nửa chậu kia. Cho nhiều đảo. Ngày xưa các bà các cụ nhà cho lợn ăn. Quá tuyệt rồi. Để cho gà ngan vịt ăn. Đều. Cúi nhiều này, đau lưng. Rồi, một chậu. Trộn thế bây giờ nó chỉ còn hơi ấm thôi mà. Nhanh lên men, nhanh. À, mày nhanh lên lắm, khoảng tuần. Không khéo câu được rồi. Cũng nguội thì phải nửa tháng. Rồi. Hai công đoạn cho vào xô. Ố. Được con cá không phải sướng thế đâu. Vất lắm nhé. Một lần này em làm có đầy một cái thùng này thôi. Lần này làm rồi. Không có cái cân cám gạo kia để nửa tháng nữa nó hỏng anh ạ. Không còn một cân. Nửa cân. Chắc chả được một cân. Hôm nay để nửa tháng nữa nó hỏng cho vào lốt. Tận dụng thì nó đỡ phí. Giống này nửa tháng nữa là nó mốc mà. Cái này nhiều đồ hơn cho dưới được. Anh Hiếu vụ này làm thì ít tiền hơn à? Mấy thế lương thế mấy triệu vụ này thì mùa hè ăn một đông thì ít được 8 triệu. 8 triệu chị hàng ơi.
Mỗi lần đi làm thì bỏ bao nhiêu phải không? Mỗi lần mất xúc ra mất 5 bát con. 5 bát con. Thừa đầy nhé, cho cả cái xô con thế này. Thế thôi, để ngày mai là nó đầy hết lên đến miệng xô đến nở. Xô này em chỉ cho nó gần đầy thôi, nó đầy lắm hôm nó hôn nó trào cả ra ngoài cho đầy. Đấy, dẫn chặt làm một mặt phẳng, mấy em nữa lên men trắng mốc ở trên này. Nó ủ nóng này không khéo này dăm hôm đi oánh được rồi mà. Nhanh, nó vẫn còn hơi ấm. Ủ này nhanh lên men lắm. Ủ nguậy hoặc là đi kiếm được cái men mà cũ rồi thì lâu lắm. Đó. Men lại hỏng nữa thì vứt quấy một xô. Anh nha, với em cái xô đỏ ấy. Đấy. Mày cho thêm cả cái xô này nữa. Này mò thì là nó nấu rượu mò rồi. Đó. Này quen biết rộng đấy, chẳng có tao mách biết mấy nhà em một nhà đấy cầm cái vừa hai xô. Thêm một xô này là câu được thêm mấy hôm nữa, ngoài cái này lên đây là còn ít bốc sang kia, mấy hôm nữa thì tràn cái xô này mất. Năm cân khoai, sáu cân sáu cân cám ngô, năm cân cám gạo, năm cân bỗng nữa. Nào mua trăm rưỡi, trăm rưỡi là nhiều chứ. Để đéo được cá chứ. Rồi ngồi cho nó không mua mình mất tiền mà được cá thì đã đành. Mất tiền nó đéo được cá nó tức. Có hôm không trộm được em đi còn lấy hai. Hôm mấy thằng đi xa vẫn không ngủ được. Hai thằng à, bốn thằng đi xa đi 40 cây. Mua hai ổ thính. Là 300.000. Mà đi ngồi từ sáng đến 4 giờ chiều không động đậy được một cái nào. Dã man không? Đấy, đợi kín lại không rồi mũi nó nhỉ vào đây là có giòi ngay. Một thùng nữa. Ok, vào đây. Hãy chờ chút đang rửa tay nhé.
ok, đấy tôi có khách rồi. Đây phủ kín lại rồi. Giờ ra 15 ngày sau đi đánh thôi. Đi 15 ngày. Ok. Đấy, anh em nhớ phủ túi ni lông kín. Ok, chúc anh em thành công. Vâng anh em. Đây. Xong và cho vào đây và lãng quên nó đi. Sờ thùng ở ngoài vẫn còn hơi hơi ấm ấm này. Lần này thì lên men rất là nhanh thôi, bởi vì tôi ủ đang trong tình trạng bụng vẫn còn ấm. Đây nữa. Tất cả đều được bảo quản và úp túi ni lông bảo quản cẩn thận, đóng thật kỹ, tránh rồi muỗi, rồi bọ các thứ, rồi ok. Anh em cất nó vào đây và lãng quên đi khoảng tầm 15 ngày. Anh em lôi ra có đồ chơi cả tháng luôn, chơi cả tháng không hết. Thôi chết rồi, ôi, tôi ủn cây cảnh của tôi trồng vó lên này. Đấy, lãng quên nó đi. Bố mẹ bây giờ làm dần cuối cùng về đến cái lúc này, đến cái lúc mà thính ra được thì hũ mẹ cũng phải đến đây rồi. Có một câu bét tại là nhà 4 ngày. Ok, đấy, coi như không chú ý đến nó, nhưng mà chắc chắn là 3 ngày nữa phải mở ra kiểm tra rồi, kiểm tra xem nó đã lên men hay chưa, rồi nó có đúng tiêu chuẩn không, nó có đùn thính lên không, như nào đấy chẳng hạn. Giờ ra kiểm tra một lượt nữa trong vòng khoảng 3 đến 5 ngày tới. Chắc chắn là tôi sẽ kiểm tra và lúc đấy sẽ có clip. Và anh em chú ý theo dõi để đến lúc mà bắt đầu khui ra, từ lúc ủ này rồi lúc khui ra rồi đến lúc trộn mồi đi câu, chắc chắn là sẽ có thôi. Ok, chúc anh em thành công nhé. Đấy, bây giờ là khổ nhất là cái đống này. Bây giờ tôi phải đi rửa đống này, và nhất là khoai để luộc tôi với cả bạn Linh. Nhưng mà nói chuyện nó cháy hết cả song rồi. Bây giờ tôi phải đi xử lý cái đống này, 1, 2, 3, 4, 5, 4 cái chậu, 1 cái giá, 1 cái song và rất chi là nhiều bát đũa ở đây nữa. Ok.